Cái điều này thì chị nói rồi, sau cái cuộc thi á, thì nếu như mà trong trong lúc thi thì ok, mình sẽ tập làm sao cho mà giống cái người mà mình thi nhất. Sau kết thúc cuộc thi rồi thì cơ bản là chúng ta vẫn là bản thân của mình thôi, không thể là bản sao một ai cả. Và em cũng không muốn mọi người nhớ đến em một cái bản sao của người khác. Em tự trách mình trong đêm, em để nỗi nhớ ấy xen vào, nhưng cố gắng để cho tim mình được bình yên như ban đầu. Giữa những tháng ngày xa nhau, cảm nhận từng chút cô đơn ấm vào, ngửa tay đưa lên trời cao, che màu nắng trôi qua mắt. Em chỉ muốn ngủ yên và được ngủ yên trong vòng tay anh. Đôi tay ngày ấy che chở những nắng mưa khỏi bờ vai em háo gầy. Đến bao giờ em thoát khỏi nhưng vẫn vương thứ hơi ấm quen thuộc, để có thể yên bình ngủ ngon qua ngày mới đến. Hello Minh Châu, hello em. Dạ đúng rồi, anh Út đang sơ. Út sơ 68 thì phải. Hết rồi, hồi nãy Út lên Út lấy cho em rồi. Phố khuya vắng lặng hơn xưa, đôi tình nhân cũ không đi về. Ai có thể tự quên đi tình mình trong những não nề. Phải tự nhắc nhiều lần hơn, em đã lẩn quẩn bao nhiêu lâu rồi. Muốn rời khỏi những bận tâm nhân em vào sâu nỗi trong vắng. Em chỉ muốn ngủ yên và được ngủ yên trong vòng tay anh. Đôi tay ngày ấy che chở những nắng mưa khỏi bờ vai em háo gầy. Đến bao giờ em thoát khỏi có thể yên bình ngủ ngon qua ngày mai đến. Bao nhiêu thời gian để vui hết, bao nhiêu thời gian xóa hết, bao nhiêu thời gian để em quên từng kỷ niệm của đôi ta. Anh để lại đây thật nhiều ký ức, anh để lại đây thật nhiều nỗi đau chẳng. Bước chân nào hướng em đi về phía chân trời màu vui hơn, nơi có hạnh phúc và từng tiếng hát ru em vào sâu những giấc mộng. Giấc mơ cùng anh bên nhau chẳng gánh xa thêm lần nào nữa trong đời. Dù có sống mãi trong giấc mơ em chẳng hối tiếc, đến bao giờ em thoát khỏi nhưng vẫn từ hơi ấm quen thuộc, phải chỉ thức dậy mà chẳng nhớ điều gì về em.